Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại em đang có mặt tại Tota Bắc Ninh. Hôm nay em sẽ giới thiệu về chiếc xe Tota WeGo và chính sách bán hàng của tháng 10 năm 2021. Trước mặt chúng ta đây là WeGo số tự động có giá niêm yết là 384 triệu màu cam. Thì trong tháng 10 này bên em đang triển khai chương trình tặng đến khách hàng là giảm tiền mặt đến 22 triệu và tặng gói phụ kiện trị giá 20 triệu và có thể quy đổi một số phụ kiện sang tiền mặt tùy theo cái nhu cầu tài chính của mình. Còn để cụ thể hơn về cái chính sách bán hàng ấy thì anh chị có thể alo cho em qua cái hotline em để trên màn hình ấy. Thì em sẽ giới thiệu qua về chiếc xe WeGo trước mặt chúng ta đây. Thì WeGo phân phối ở Việt Nam có hai phiên bản là số sàn và số tự động. Số sàn thì có giá niêm yết là 352 triệu, còn số tự động có giá niêm yết là 384 triệu. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, có đăng ký là 7 chỗ à là 5 chỗ và dung tích động cơ là 1.2. Như chiếc xe ở trước mặt chúng ta đây thì đã được dán một gói phim cách nhiệt 3M chính hãng của Toyota. Xe 1.2 thì trên thị trường đây là một trong những cái xe tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc, chỉ tiêu tốn 5,42 lít trên 100 cây hỗn hợp. Cái xe này thì nó phù hợp với cả đa số nhu cầu người dùng là ở trong đô thị, có ngoại hình đã được thay đổi theo các đời và phù hợp với cả nhu cầu trên đô thị. Em sẽ điểm qua một chút về nội thất. Ở trên cả hai bản số sàn và số tự động đều được trang bị là đèn nổ start stop và smart key. Bên cạnh đây là nút núm chỉnh gương đã có cụp điện mở điện và chỉnh điện. Đồng hồ. Màn hình thì đã được trang bị là Apple CarPlay và Android Auto. Điều hòa. Nếu mà so về điều hòa các đối thủ như Fadin hay là i10 thì Toyota lúc nào cũng tự hào về cái hiệu năng làm mát của xe Toyota. Nên là nếu anh chị có kịp trải nghiệm ở trên cái thời tiết khá nóng như mùa hè thì sẽ đánh giá được khách quan hơn về cái điều hòa của Toyota. Ghế zin theo xe thì sẽ là ghế nỉ. Tuy nhiên là cái sách bán hàng của tháng 10 2021 bên em sẽ tặng anh chị một bộ ghế da chính hãng của Toyota màu đen. Đây là ghế thứ hai. Nếu mà so với các đối thủ như là i10 thì rộng rãi hơn một chút, có thể không đáng kể. Tuy nhiên là nếu mà so với cả đối thủ là Fadin thì Toyota WeGo nó có tự tin là một chiếc xe có hàng ghế thứ hai và hàng ghế đầu tiên rộng rãi. 4 người lớn ngồi thoải mái, còn nếu mà 5 người lớn thì mình sẽ ngồi có lẽ sẽ hơi khó chịu một chút. Tuy nhiên là so sánh các đối thủ thì cũng là một điểm đáng để tự hào. Vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ bộ cho anh chị về xe Toyota WeGo và chính sách bán hàng tháng 10. Nếu anh chị nào có quan tâm về xe và có cần nhu cầu em tư vấn cụ thể hơn về cái nhu cầu của mình ấy, thì có thể gọi giúp em qua cái số điện thoại em để cho online. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.